Xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, ban tổ chức, hội đồng giám khảo cùng toàn thể các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tiết mục tham dự liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022 của đơn vị Nhà hát chèo Hưng Yên xin phép được bắt đầu. Chờ cháu lâu chưa? Anh Hi vừa mới sang tới đây. Thế anh cũng xếp ta đi đường bộ hay đi đường sông? Cơ, cháu đã thuê chuyến đò dọc để ông lên Hà Thành, nơi phố thị còn lạ nước lạ cái. Cháu theo ông lên mấy bữa rồi trở về thư chuyện để bà yên tâm. Dạ, cháu mời ông xuống thuyền đi ạ. Nào, ta đi. Dạ. Anh Trung! Anh Trung ơi! Anh Trung đã tới. Kìa các cô, sao các cô lại ra đây? Anh chủ ơi, anh định ngồi ở cái chèo mà đi thật ư? Không, tôi lên Hà Thành ít bữa, thu xếp an bài, rồi sẽ tính xem sao. Anh chủ ơi, gánh chèo quê gặp cơn khốn khó. Mấy năm nay chẳng được mời chào, người sang gánh chèo rượu, người nhập gánh chèo tàu. Còn mấy đứa chúng em phải bám đồng bám ruộng. Anh lên Hà Thành có cơ có vận, cũng đừng quên gánh hát chèo quê ta. Anh nhớ. Không, tôi không quên đâu. Nếu tôi được nhận vào làm trong hội Sán Nhiên
thời sẽ có cơ đón đào kép gánh chèo quê lên đó. Anh Trùm, anh Trùm ơi, này anh Trùm nuôi trí lớn ra đi, chúng em ở lại quê nhà sẽ giúp anh trông nom nhà cửa, vì tiếng hát chèo mà quyết tâm giữ lửa, chúc cho anh thượng lộ bình an. Cảm ơn các cô, xuôi đò dọc cùng với kép đi, xuống Hà Thành gian nan chắc chờ, vì tình chia tay người đi kẻ ở, bởi nặng mang duyên nghiệp với chàng, cũng mong trong bước gieo neo, lời thiệt sẽ thuần buồm xuôi ra. Muôn giờ tốt lành nghỉ ơi, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn Cường, âm nhạc
nghệ sĩ ưu tú Kim Hoàn, thiết kế mỹ thuật nghệ sĩ ưu tú Đạt Tăng, thể hiện trang phục nhà may Minh Xuân, biên đạo múa thạc sĩ Hoài Anh, hướng dẫn hát truyền thống nghệ sĩ nhân dân Thanh Hòa, âm thanh Minh Phương Đỗ Nhuận, ánh sáng Quốc Tuấn Đức Thịnh, chỉ huy dàn nhạc Minh Phương, chỉ huy biểu diễn Tiến Tùng, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc nhà hát Nguyễn Công Trứ, các nghệ sĩ diễn viên nhạc công, nhà hát chèo Hưng Yên trình diễn. Thank you.
em quẩy gánh hàng rong kẻo hạ thế lại thiếu tiền đâm gạo. Hay ăn trong lớn con nhá. Ôi bé yêu quá, yêu thật đấy. Này, ôi, cảm ơn cô nhân. Vâng, em đi chị nhá. Vâng nhớ. Vâng à, em đi đây. Xó khổ. Chai sạp bạn chân trên những vỉa hè, lúc lạnh buốt khi trời nóng rát. Thường vợ chồng tôi bởi mê câu hát, thường cho vay mượn chẳng nề thiệt ơn. Điểm mình. Mình. Chào cô. Dạ, em chào bác Tú lại chơi. Chúc mừng cô mẹ tròn con vuông. Em cảm ơn bác. Chú Nghị. Dạ. Chú đã đặt tên cho con bé hay chưa? Dạ chưa. Cứ thư thả để qua xài đẹp đã bác ạ. À. Chú đừng lo vận đen nếp cũ. Không, nó không xấu số như mấy mụn trước đâu. Được, để tôi đặt tên cho con bé xem sao. Dạ. Nhất định là Phạm Án Trống Lớn. À, phải rồi, hay, hay lắm. Đặt tên cháu là Nguyễn Thị Định. Nguyễn Thị Định à? Định là nhất định, xác định, an định. Ý là không di chuyển được đâu. Xóa tan cái vòng mịt mù mấy ám này đi. Ơi à mây đâu, thời cứ răng giữa trời kể từ đây. Nhất định đi sẽ xanh, mình liều xem có chút gì, lát nữa anh em tôi còn nâng chén. Dạ vâng ạ. Dạ, cháu chào hai ông ạ. Chào tất cả mọi người. Anh Hy, bác Thịnh, cô cả Tam, mời mọi người vào cả trong này. Mời bác. À, nhà cửa tanh toàn quá. Đúng là tệ xá. Ấy, không sao, không sao. Kìa cô chú, hôm nay tôi mời cô chú đến đây. Trước tiên là để chúc mừng cho cháu Định, rồi ta bàn về việc làm trèo cải lương. Phố sau, ta nhất ý động tâm, chỗ đứng chỗ ngồi không cần phải không lệ. À, thưa các bác các cô, ngẫm về đại sự, nghĩ tôi thấy trèo văn minh chưa thật sự thuần theo thế tình. Nếu ta cứ diễn theo lối trèo sân đình, thì chỉ khác nhau là diễn ngoài trời hay ở trong rạp. Phải ứng biến tùy cơ cho kịp, khán giả thị thành khác ở thôn quê. Các bác các cô, chúng ta sẽ diễn chèo theo lối kịch Thái Tây. Không, sao? Sao lại diễn chèo theo lối kịch Thái Tây? Theo tôi, chèo là phải như thế này. Ơ, nào là thằng ca. Sao? Nào là thằng Quýt. Sao? Ăn Quýt bồng bưởi chanh nhiên đã đủ cả chưa hở các con. Ngủ cả rồi mới ngủ à. Nhà ta hôm nay có con mách đẻo nó kêu vương nao vậy. Vương đông mới ngủ à. Bác Thịnh, bác thật là vui tính. Ấy, thể theo đời mới thì nói vậy thôi, chứ cốt cách nghề tổ quyết không thay đổi. Ta chỉ chia lớp chiêm màn, kéo phông cắt cảnh, còn vẫn diễn kể tích trò từ thủy tới chung. Ô chú, vẫn trò nhời trò diễn đan xen, ta chỉ thêm hát dân ca cùng với làn điệu cổ. Những lớp diễn cỏ con sen thằng nhỏ vẫn phòng theo hề gậy hề mồi,
dù vai diễn có người đương thời vẫn phải hắc bạch phân minh, chính tà khác biệt. À, dù phải hát xô bẻ làn bớt nhịp, vẫn giữ lưu không cùng chống điểm duyên tâm. Thưa bác, cải lương là cải biến để làm cho tốt hơn, quyết không phải là xa từ nghề tổ. Xưa hát trường canh thì nay ta bớt trổ, nhưng luyến lấy tranh băng vẫn phải giữ làn duyên. Thưa các bác các cô, chúng ta khởi xướng làm chèo cải lương, nên hãy cùng nhau lập ra cải lương hí viện. Muôn ứng nghi nhờ thiên văn đi, hòa hát đi cao chờ mong đi, hãy cùng nhau hí viện lắm đi đường chưa tỏ. Cháu tin là ngày ấy sẽ đến. Thưa ông, đảo kép gánh chiều xuôi đã tụ hội lại, đang mong ông về để truyền cho tích mới đấy ạ. Bác Nghị vừa soạn ra một trận cười, có bản diễn ở chèo xuôi quê ta, rồi có thể truyền cả cho bên Hà Cầu chèo cút. À, những tích trò cười ra nước mắt, vừa thức tỉnh nương chi, vừa mang nỗi đau đời. Bác Tú, bác dạy quá lời, trò em soạn nào đã được như vậy. Trải 8 năm được bác truyền dạy, từ chân nhắc vở, nay đã thành người soạn trò. Ngẫm xem trong khán giả bây giờ, người ta thích trò diễn khôi hài hơn là truyền cảm kích. Một trận cười của ta đắt khách, ấy là cũng bởi hợp sở thích của người xem. Dạ, em mời các bác các cô nâng chén, rượu quý thu nhà đầm vị nếp hương. Mời các bác à. Nào, mừng cải lương hí viện, mai mốt được khai trương. À, mừng đã thắng ở trận cười thứ nhất. Thưa các bác các cô, nghệ tôi hứa sẽ gắng công dồn sức soạn đủ 5 trận cười kế tiếp liền nhau. Trước khi hạ bút ngẫm nghĩ từng câu, vẫn luôn tự nhắc mình là con cháu họ Đào họ Sai, càng đau xót bởi nhân tình thế thay, thì tiếng cười phải càng sắc càng sâu. Cho dù bay bè ơi mà nương dâu đi, quyết chân đi vững đi là đúng nghiệp tổ chữ đẻ cả nhà lâu với đi đời. Nâng chén mừng cải lương hí viện.
trèo lộc cài lương hí viện, xin chào cổ cài biên, xem với bóng chân cười. Lần đầu tiên những con người đương thời thành những vai trèo đã hài hước hoa. Mỗi đứa trèo một tấm gương nhân thế, cảnh báo người đời thức tình lương tri. Ai quả nhãn quả thôi chanh chua chối chát thế, ngọt ớt cay hành tươi hứng lán à. Trèo cải lương có khách, nhưng ông nghỉ vận cảnh hàn vi, nương tựa vào nhau lần hồi năm tháng. Rồi chỉ điểm vu oan. Chà, tổ đó, mình có bán mắm tôm đâu mà sao cái con nhạc này nó cứ theo mình mãi thế nhỉ? Bay à, lượn à. Này tí, lượn này. Này, nhạc đâu? Nhạc đây. Chết cha mà chưa này, chết với bà. Đánh đá chiếc biết được. Đánh đá? Không đánh đá, sao sống nổi với lũ liêu manh con đồ. Sáng ra tấu một cái bà. Ai quả nhãn quả rơi chanh chua chuối chát thế không, ớt cay hành
rồi đồ nghị sẽ có ngày nhập thắng. Mệt lắm rồi ạ, dạ mệt lắm thầy ạ. Thôi được, nghỉ một lát để tôi xem tờ nhật báo mới mua có tin tức gì hay ho không. Dạ. Chà, có chuyện hay đây. Dạ, có chuyện gì đấy ạ? Chuyện mấy thằng nghiện phá nát cửa nhà, phải bán hết sản nghiệp đi làm phu xe. Này, chăm chú lắng tai để tôi đọc cho mà nghe. Dạ. Ý giả người ta đã có cả văn tế sống mấy kẻ hút sách. Thế ạ? Nghe nhớ. Dạ. Bẩm thầy, đã nghiện rồi
cai đi thật khó. Dạ khó lắm rồi ạ. Không cai được, không cai được thì chỉ có chết đường, chết chợ mà thôi. Không cai được thì chỉ có chết đường, chết chợ mà thôi. Quen ơi hả, quen rồi. Biết ơi hả, tính sao xa lầy cồn cành sâu hố, biết đến khi nào. Hi hả, hi hả, hi 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 hi. Dừng lại, nghe cô Tam chỉ bảo thêm rồi ta hãy tập tiếp. Dạ. Cô Tam, mời cô. Đích diễn này ông Nghị mới viết, gọi là mảnh gương nhân sự, nhằm ngụ ý dân đời, chê trách kẻ hư nhưng vun đắp tình người, mắng mỏ nặng lời mà xót xa đứt ruột. Vài khách là phải diễn ra ý đó mới được. Phải đấy, còn vai hỉ vai trung đã phải chịu nhiều cực nhọc, từ người sang bóng hóa kẻ hèn, phải diễn ra cái anh có tật giật mình khi người khách đọc tờ nhật báo. Dạ, tôi đã cho đăng quảng cáo, tập sớm xong thì vợ sớm ra đời. Phải đem đi giọt lệ tiếng đi cười, làm gương nhân sự để mọi người thử ý. Cảm ơn bà đã tạm nghỉ bán hàng xong để giúp mọi người bữa cơm trưa trong những ngày tập vở. Dạ, có gì đâu, em là người mà các bác gọi là khán giả, quý trọng các bác nên cô muốn góp công ấy bởi trong lúc tình cảnh khó khăn thì tình cảnh khó khăn quanh năm đâu. Mời các bác các cô, ta vào dùng bữa. Vâng ạ, em mời các bác ạ. Mời ông bà. Dừng lại. Ông Lý Nghị đâu? Ra đây. Tôi đây, các ông muốn hỏi gì? Tôi là người của sở Liêm Phóng, được lệnh bắt ông và cả Tú Khiêm. Chúng tôi không có tội gì. Không có tội à? Ông Khiêm đã đỗ Tú Tài nhưng chẳng chịu nhận lại viên chức. Còn ông đã mua chức lý trưởng ở chỗ Lương Thôn nhưng mấy người lại theo nó phường trèo con hát, soạn tao tích trỏ bị bác các quan, lại còn dám hô hào nổi dậy trong người Tây, mượn tích người xưa trong quân xâm lược mà kêu gọi toàn dân mau chí quyết tâm đồng. Tội lỗi rành rành, chắc hẳn đã là người hội kín. Người hội kín? Ông Nghị mà là người hội kín à? Tôi quẩy gánh hạc phố bấy lâu, người hội kín thế nào tôi đã biết rõ. Này này, bà biết rõ người hội kín thật không? Biết. Người ta bảo kể từ khi người Pháp đóng chiếm thành Hà Nội, dân phố dần già âu hóa theo Tây. Ôi ôi các bác ơi, con gái nhà lành, con gái nhà lành chín chắn xưa đây, ở bóng đổ lớn đòi theo cải hóa, mặc váy ngắn nhá, hở đôi da trắng loạ, áo đỏ lá sen thanh cổ rộng vành. Thế cho nên các bà mẹ muốn giữ phẩm hạnh cho con gái nhà mình mới rủ nhau lập ra hội đàn bà giữ kín, gọi tắt là ông Kín, hiểu chưa? Chứ còn đàn ông có hố hình ra ai thèm nhìn mà bảo hôn Kín. Các ông mình đi xô tha, các ông mình đi xô tha, thấy ai
chồng bà tử lên lên theo đẻ tháng. Mi tử chẹn khi cố thủ phồn xương. Bà rời bỏ quê hướng lên Hà Thành bán hàng rong kiếm sống, để tránh bọn kỳ hào bơn chớn. Nhưng chớ có dây vào việc của nhà chức trách nghe chưa? Chúng tôi đã thường thấy các ông ngồi cuối giảng cổ soát từng lời. Những tích diễn của chúng tôi đã được kiểm duyệt rồi. Những câu chữ khó nghe sao không bảo cắt? Lúc diễn khác, lúc diễn thì lại khác. Đào kép quần Ngô Hưng bịa thêm ra. Lối diễn chèo có từ ngàn xưa, các vai hề thường hay ngẫu hứng, bởi đông đảo người xem hưởng ứng, để thêm vào cho rung giả trò vui. Còn hai câu hát mà các ông tách ra khỏi vở để bắt bẻ chúng tôi, đó là hai câu của người xưa hô hào chống lại giặc phương Bắc. Ngày nay Đại Pháp đã ký hiệp ước sang bảo hộ Bắc Kỳ, không nhận là sang cướp An Nam. Cho nên hai câu của người xưa hô hào giành lại giang sơn thì không can hệ gì đến nhà nước bảo hộ. Thôi 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 thôi, không giải lời tranh biện. Đến sở Yên Phong, ông cố một cái lại quan tây. Người đâu? Bắt lại! Mọi người đừng lo, ông. Bảy ngày sẽ không sợ chết đứng, hiểu ông? Giải đi! Nghỉ! Một! Nếu không đóng cửa giặc hát lại, nếu không muốn vậy, thì cháu có kéo nhau lên hò hét trước cửa quan tây! Việc đành phải gác lại. Việc gấp bây giờ là lo cứu chú Nghị cùng bác Tú Khiêm. Tôi sẽ bỏ quân lý chạy ngay sang Hà Đông tìm anh Học Hải để chỉ đường bách lối. Thôi, mọi người ở lại Bình Thông. Tôi đi nha. Vâng ạ. À, cháu đi với ông. À, đi. Ôi, chị Huê. Bà ơi, anh Học Hải làm quan thương tá, đã yêu thương Minh Lý, chắc là anh ấy sẽ hết lòng giúp chúng ta. Nhờ cây mấy vị thương gia vốn có tâm với cài nước nghĩ biển, họ bớt chút bạc vàng cho mượn, ta sẽ cày người lo lót cửa quan tây. Anh ta các cô ai có ít nhiều cũng xin giống tay cho chị tôi vay mượn ta. Trước là để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bà ơi, bà cứ chăm lo mấy cô chú nhỏ, việc chạy các cửa bà cứ giao cho cháu lo toan à. Anh hãy chạy ngay đi gặp anh chị em ở Hy Việt, bảo họ cứ bình tâm. Nếu chúng chưa cấm thì đêm nay, đêm mai ta vẫn diễn. Nó chưa cấm thì ta vẫn cứ diễn. Ôi, cô đừng suy nghĩ quá, rồi suy sụp lại khổ thêm. Chị Huê, chị hay gạt nước mắt và ăn tạp nước mắt con lót dạ, rồi về với các con nhá. Ôi, cửa chị Huê, nghe em đi mà. Nuốt đi hầm sâu cho được mai ăn cầu hát ngũ phần hòa mình hoan đi nghiệt. Phải tuân đi theo đại
chứ có hình hình dạ. Này anh dạ, chứ có tổng thì tôi biết đấy dạ. Ông rồi, dạ con đây ạ. Sao có đang rất còn tên đó lên người tu kiểu dạ con bẩn ngạc. Hai người này chuyên soạn vở cho Trèo cả đi, còn đã cho điều tra kỹ cả. Họ không phải là tay chân cộng sản, họ soạn vở diễn trò châm chích những thói đời dơ bẩn. Người ta gọi đó là hai gã nho gạt bất đắc chỉ đấy thôi. Hùng Rùa dạ, anh là Hùng Rùa dạ vâng ạ. Không phải anh chỉ có cái nó rủi bò dạ, mà anh còn phải chịu khó như con rủi con nhặt dạ vâng ạ. Ở ngoài nơi bồi bà dạ con không cãi đâu mà ngay cả đông phần vâng, ngay cả đông phần cũng phải bồ bà dạ. Phải đánh thôi, không bỏ sót kẻ nào dạ. Phải thấy mỗi hơn cả chó nhà nghề của cảnh sát, anh nghe chưa? Dạ bẩm vâng ạ. Để nhất trung thành với chủ là loài chó, con xin nguyện học theo ạ. Ấy mấy cứ đi băng theo chân từng cái bọn diễn đi theo kia sáng sớm xanh nhớ hơi chiều chiều giang ta mắt này ta ấy ngó ngây nghiêng đi đêm ngày quyết là không là xa một đời cùng nghĩ vẩn cũng không cảm không muốn nào hở. Bèng 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 dạ biển luôn cho anh núi dạ vâng con đổi ân à. Dạ thưa ngài, đã dẫn Nguyễn Đình Nghị tới ạ. Cho ông ta vào. Dạ xin chào ngài Chánh Cầm. Xin chào soạn giá của Can Lương Hiếp Hiền. Khéo bán minh đại pháp, chúng tôi rất tôn trọng những người có hảo, có tài hoa. Tuy ông hợp lực với Phượng Sư cả, nhưng vẫn là kẻ sĩ bất hạ, có nhiều người ai mộ. Ông với Tổ Khiêm rất quan tâm đến nhân tình thế sự, đã soạn ra những trận cờ bằng giáo hoa người xem. Vâng. Tôi đã đọc bài báo, ông trả lời phỏng vấn của nhà báo Phản Phản, thế không có điều gì đáng phải đây. Vâng, vở diễn của chúng tôi luôn nhằm giáo hoa, trừng ác khuyến thiện, cho nhân tâm thế tục tốt hơn. Nhưng trong vở treo về Triệu Trinh nữa, ông Ngọc có ý hô hào chống lại người Phạm. Mỗi lần kêu gọi có 3 triệu ổ đã vang lên sau những tiếng cả. Hỡi ai còn trâu lạc nghe lòng, đứng lên giành lại non sông của em mạnh. Ông có ý hô hào chống lại người Phạm, tôi đã rõ ràng này. Ông thành khẩn nhận đi, chúng tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt. Không, chúng tôi soạn tích trò theo xu hướng tả thực, ấy là học theo lối diễn kịch Thái Tây. Chắc các ngài đã tra cứu về lịch sử nước tôi, biết có cuộc khởi binh chống giặc Ngô của bà Triệu Ẩu. Và lại, lời nói của người xưa mà chúng tôi thuật lại cũng nằm trong thực sự đời xưa. Và lại, chúng tôi ngợi ca bà Triệu cũng như các ngài ca ngợi nữ anh hùng Gian Đa. Tôi nghĩ rằng người Pháp văn minh sẽ không bắt bẻ. Nghe rõ chỗ dạ. Những lời biết bạch của Phạm Nhân dạ, ý thật đầy đủ, lưu vào cuộc sống dạ. Lời biện giải vừa rồi, nếu ngài Chánh Cầm không chịu lắng nghe, thời chức tòa đề hình tôi cũng sẽ nói như vậy. Tòa án của một nước văn minh không thể buộc tội cho người vô tội.
bởi sự suy diễn lại coi là chứng cứ được chăng? Dễ đâu bè dòng hoa thành ngang, lửa đỏ bao phen đã thử vàng, há phải như ai phường trộm cướp tù nhân chính trị ấy người sang. Dạ đứng lý trở lại nhà ta cho phán xét của nhà chức trách. Dạ mời ông. Dạ nghe này. Dạ từ ngày mai tháo ông ta về chiếu sứ quán thôi. Dạ cấm soạn thêm vào mộ, cấm ra khỏi Hà Thành, lệnh cho thông hùng tuần phải ngày đêm giám sát. Dạ xin tuân lệnh. Họ thả người nhưng cầm tù cây bút,
cấm soạn tích trò, cấm viết lời ca. Quanh quẩn ở nhà không được đi xa, bọn mật thám vẫn đến ngày đào mắt. Thương thay ngọn bút ni mực đã nỗi buồn dây dứt đi như xe lòng tôi vững tay trèo lái đi ngược nước nghi. Mong kiếm trời một bên xuôi ai ông Lý Nghị, ông định đi đâu đấy? Thế hóa ra anh là người người được giao trọng trách. Nếu ông quên thì tôi cần phải nhắc, trong thời hạn quản thúc ông cấm có được đi xa. Ông định ra bến sông kia làm gì? Định gặp người nào hay là nhảy xuống sông tự vẫn? Này, bảo cho hay này, Nghị tôi dốc cùng đường không quân, bởi việc lớn còn giang dở chưa xong. Dẫu chưa giúp được gì cho xã tắc non sông, vẫn không chịu sống hèn chết nhục. Khác xa ai kia, kẻ chó đen giữ mực, nói mái phí nhời như nước đổ lá khoai. Thôi được, anh cứ bám theo tôi, để mật thám nó vất cho bơ thừa xưa cả. Thật là nhục nhã. Nhục nhã, nhục nhã ư? Người ta thì thanh nhã tao nhã, còn mình thì nhục nhã. Cay, cay thật. Thank you.
con người ta đã say mê tiểu sắc, bắt xếp phản bội lại lời thề son sắt thủy chung. Ngẫm mình đây số kiếp long đông, quyết không phải là người ham thanh chuộng lòng. 40 tuổi mà vẫn như còn ế vợ, sắp già rồi mới được đứa con thơ. Càng trách Nguyễn Lương kia vợ ngóng con chờ, mà say đắm chốn lầu hoa xứ lạc. Thương Tô thì cứ bồng con vô vọng, kết oán hờn thành đá đứng chân. Bác mẹ sinh ra vốn chẳng hẹn, tối tuy không mắt sáng hơn đèn, đầu đội nón da xanh trắng đỏ, vai đeo vị đạn rồi thao đen. Hùng rồi đấy phải không? Dạ. Vào đi, vào hẳn trong này mà xem cho rõ này. Dạ vâng ạ. Thu phép không? Đây không phải là chữ Quốc ngữ. Ông đang viết chữ Hán hay là chữ Nôm? À, tôi đang chép lại mấy bài thơ của Hồ Xuân Hương để đọc giải khuây khi ở nhà tù cảm. Đồng đội mũ da xanh trắng đỏ, xanh trắng đỏ, giống như kiểu cờ tam tài ấy à? Ấy là anh nghĩ ra như vậy. Vậy thì đem mấy câu này mách cho mật thám mà lĩnh tiền thưởng. Ấy kìa, nhưng đây là thơ của Hồ Xuân Hương chứ có phải là thơ của ông đâu, mà ông bảo tôi mách mật thám. Suốt mấy năm liền tôi bị anh đeo băng, trước lạ sau quen, lại hóa ra là bạn cũng nên. Ui, với ông là bạn, bạn Vong Niên? Không, không phải Vong Niên, mà là bạn, bạn Vong Gia. Thế nghĩa là thế nào? Bạn Vong Niên là bạn không tính tuổi, còn bạn Vong Gia, chứ bạn đây không có nghĩa là bạn bè, chứ bạn ở đây có nghĩa là phản. Bạn Vong Gia là kẻ phản chắc, nó làm cho tan cửa nát nhà. Thế kìa, đâu chỉ có thế, xưa nay tôi chưa dám vu oan cho ông bao giờ. Họ bắt tôi quản thúc thì tôi lại quản thúc ông, chứ tôi nào đâu có nỡ. Tôi thì bị quản thúc, anh thì bị thúc quản, chả có gì là sướng hơn. Này, nói thật nhé, tôi vốn gần mực thì đen, nhưng ngờ đâu được gần đèn lại sáng. Tôi dõi theo ông để ăn tiền mật thám, nhưng con người ông đã làm tôi thức tỉnh lương tâm. Tôi sẽ lựa lời nói tốt cho ông để sớm dỡ bỏ lệnh quản thúc. À, có một chuyện này nữa tôi muốn nói cho ông được biết. Chuyện gì vậy? Bác Tú Khiêm, bác ấy bị bắt, bị đẩy lên Sơn La. Trời ơi, bác Tú Khiêm bị quản thúc ở quê, sao lại bị bắt, bị đẩy lên chốn rừng thiêng nước độc? Nghe nói ông Tú Khiêm chẳng biết là diễn trò hay là làm thật. Ông ấy xưng vương, tập hợp trai tráng hô hào đánh tây. Hôm đấy tôi có nghe người ta kể là hợp sức diệt trừ giặc dữ, ba la
đứng lên giành lại non sông nước nhà. Nhất là quyết chống lại được bọn cường quyền bạo ngược. Đúng, phải nhẫn nhịn như ông mới được. Ta tin rằng có ngày Nhu sẽ thắng cương. Thôi, tôi lại ra ngoài làm kẻ lang thang để cho ông ở đây than thở, dễ bề than thở. Chào ông. Trời ơi, Mạc Tú Khiêm vốn kiên cường bất khuất, chịu sao nổi những trận đòn của giặc Pháp khảo trăng. Hòa vô đơn chi ập tới thân ni già, giặc kia ác chế liên lụy toàn gia, chẳng cứu được người anh tôn quý. Nỗi buồn dày dựng xe lòng cả Tam. Cô đi đâu thế này? Em đến chào bác và cô ấy để về quê. Ô Tam, bởi chồng em đau ốm, thằng cháu lớn em đã cho nó theo nghề vào ban hát của anh Hy. Cô Tam, cô định bỏ nghề ư? Ừ. Bác nghĩ cơ cực quá phải đành cam nuốt hận, đã tan giã cài lương nghi việc, đào kép phải xin thuê cho chủ sạp đại thành, tiền công rẻ mạt đã đành, lại có lúc vì người ta sinh nhục, bác đi gắng trông chờ thôi.
cô phải bỏ nghề, thật là đáng tiếc. Nhưng xin đừng trách nghề nó bạc với ta. Bây giờ đang trong lúc khó khăn, anh ấy đã thay tôi đứng chủ môn bài ban hát, tạm rời đất Hà Thành đi lên mạn Bắc. Ông cháu tôi nguyện sống thác cùng chèo, coi nghề tổ như là bản mệnh. Tôi tin rằng ngày sau sẽ tới, trèo cải lương càng rạng rỡ chân đi, làm lũ ruộng đồng nghề đổ đừng quên bao câu hát vẫn ghi lặng ghi tạc nghi. Chỉ cả tam Kiều Minh, cô ơi, chỉ cả tam, chỉ về quê chúng em văng trì, lấy ai người chỉ dạy lúc tranh hơn, điều hát ngân lên không tròn ý đẹp lời, ai nhắc nhở khi lạc vần lỡ nhịp. Cô ơi, cô quá lo xa, chứ giọng cô đã ngọt, hát trường canh không chạy phách sai hơi. Và lại, cháu Minh Lý đã có thể thay tôi lồng điệu hát trong các tích diễn mới. Lo nghĩ về chèo, bao điều muốn nói, nhưng trời đứng bóng rồi, tôi phải về thôi. Chỉ mà chào bác Nghị, chào cô ơi. Chị, tôi đi. Chị cả Tam, chị cả Tam, chị cả Tam. Kiều Minh, hành lý mình đã sắp sửa xong chưa? Anh Hì đã hẹn giờ đến đó. Hành trang tôi đã sắp xong. Mình ở nhà chăm nuôi bọn trẻ, đã khó nghèo lại mang khổ vào thân. À, tôi đã nhờ cậy cô Nhâm lai vãng tới sẵn lòng giúp đỡ. Để mình chẳng lo cho mình, chỉ lo cho người khác. Thôi được, mình cứ yên tâm, cùng anh Hy gánh trèo lên núi. Này, nhớ mang áo len gai mặc vào cho ấm, để phòng khi giá rét đêm đông. Mình đừng lo tôi phải chịu rét, hẳn là trên đó có bán áo mông. Mình ơi, ngược lên mạn Bắc vào mùa thu đông, những tích diễn đời xưa thường phong phanh áo vải. Mình cũng đã nhiều tuổi rồi, sức vóc lại mảnh mai. Mình ơi, phồn thực nghĩ cạnh nghĩ dài, ai xa còn những lo rồi đây thổn thức nghĩ cành nghĩ dài không gạch trao nên mùa xuân tan tỏ với những vô hoài cài ước gian phần mong kỳ ngày từng hát khúc hát thương cháu chào ông bà. Anh Hy, hành lý đã sửa soạn xong, bà có thể lên đường ngay. Vâng ạ. Nhưng còn việc này quan trọng, ông muốn giao anh đảm nhiệm. Thưa ông, có chuyện gì vậy ạ? Mời anh cứ vào trong này đã. Mời anh ngồi xuống đây. Kìa ông, anh cứ ngồi xuống đây. Sợ
trọng tội thì ông là bề trên, ông cứ mắng mỏ, ông cứ đánh đòn, sao ông lại làm thế? Ta học Thúy Kiều đây khi nhờ em trả giúp nợ đời, thầy em có chịu lời ngồi lên cho chị lạy rồi hãy như. Anh đi lấy tích xin chèo cô thì phòng, ông viết bằng chữ nôm để che mắt mật thân. Anh đã thấy ông đứng trụ phường gạch, nay lại đứng tên soạn giả thay ông. Anh đọc được chữ nôm, hãy dạy truyền khẩu cho các vai trên đường lưu diễn. Thưa ông, lên mặt ngược ta diễn tích đời nay không hợp, phải có thêm tích chuyện đời xưa ông ạ. Cứ diễn vở này đi rồi ông sẽ viết thêm vở mới. Dạ anh đi. Thoát tù ngục vẫn trong vòng quản thúc mi, nhưng với nghiệp trèo không thể bỏ tay, đối sách bên ngoài cày cháu làm thay, nghiệp tổ ấy nghiệp y nhà y thay y dư. Dù cực khổ khó khăn hơn nữa, ông cháu ta nguyện sống thác cùng trèo, cười thề thế gian gần ấy trần cười, không thể để họ cười mình thối chi. Vâng ạ. Anh Hy, lớp đồng ấu tôi đã cày nhờ mình đi, cái đình cái nhuần đã có người lo. Vâng, vậy bà cháu mình yên dạ gánh trèo đi. Ông ơi, cháu chúc ông an lành mạnh khỏe. Bà cháu đi đi kẻo lỡ chuyến tàu hỏa. Dạ, cháu xin phép ra trước, đợi bà. Bìa mình, mình ơi, mình đừng lo, tôi đã có vườn có bạc, tôi cũng là người dày dặn. Mình ơi, bao nhiêu trời vương y I'm
mình. Chính pháp nó truy lùng những kẻ làm tay sai cho Tây, nhưng có kẻ dám báo thù con cụ ơi. À, thì trước kia anh chỉ điểm cho mật thám bắt người, giờ bị chỉ điểm cho nhật củi bắt. Lẽ ra nhà tôi không chứa chấp, nhưng tôi anh chưa đáng chết, mà gần đây anh còn hối lỗi ăn năn. Dạ. Thôi được, vào trong ấy chui xuống gầm giường bà nhấm ấy, bà ấy đang ốm nặng, bọn Nhật có vào cũng không dò xét kỹ. Dạ, con đổi ơn cụ, con đổi ơn cụ ạ. À mà thôi, dạ, cũng không phải giúp dưới váy đàn bà nữa đâu, luôn cửa sau kia tìm đường mà chạy trốn. Con đổi ơn cụ, con đổi ơn cụ ạ. Thời thế đổi thay, những kẻ bóng gót thằng Tây giờ lại khốn bởi tay quân Nhật. Bọn giặc lùn khó lòng mà thoát được. Nghe đâu trên cao bằng Bắc Cạn đã phấp phới ngọn cờ Việt Minh. Kìa bà, bà đang ốm nặng, ra ngoài này làm gì cho mệt thêm. Nằm mãi cũng không yên, cứ nghĩ ngợi linh tinh rồi sinh ra buồn bã. Kìa bà, ông ơi, vâng lời ba huê, tôi cùng ông ga nghĩa. Kể từ ngày đoạt tang tri ân thoát cũng 7 năm, tôi chẳng còn đủ sức quẩy gánh hàng rong. Kìa bà, lại ốm đau là ông phải thuốc thang nâng rớt. Bà đừng nói vậy. Chính Huê ơi, trước
khi nhắm mắt, chị đã dặn anh Hy truyền lời trân trọng cậy nhờ em. Đừng nghĩ đến những điều không hay mà quá gở. À, cho cháu bà. Anh Hy, bà ơi, bà đã khỏe lên nhiều chưa? Tôi cũng đã dậy được rồi. Bà Hương, có chút tiền nhuận bút, cháu mang sang để cô định đi lấy thuốc cho bà. Đã đóng cửa tất cả các rạp hát, anh lấy đâu ra mà có tiền đưa ông? Cho ông bà thì bảo thẳng có hơn không? Sao lại tìm cách nói dối? Thưa ông, sợ nói thật ông bà không nhận, cháu lại càng tủi thân à. Ông ơi, ông nhận đi cho con vui à. Ông bà cảm ơn anh. Anh Hy, sao hai ông cháu mình từng sẻ chia phúc hòa, kể từ ngày rời khỏi bến xuôi 30 năm sông luộc vẫn êm trôi, nhưng Hà Thành đã nổi cơn sóng cả. Lời ông viết, anh đứng tên soạn giả, nên phải chịu giam cầm trong ngục thất ở Hà Đông. Lại còn khi gạt nước mắt đưa thi thể bà quê từ Nghệ An về tận Hưng Yên, bởi bà ấy đã ngộ cảm trên đường lưu diễn. Kìa ông, một giọt máu đào hơn ao nước lã, là con cháu phải biết lòng vì ông. Ơn nhờ hồng phúc tổ tông, lại vang tiếng sắt, tiếng đồng, tiếng tơ. Này khao ý khát đi ước mơ ý, cháu anh động viên ông sợ tuổi già quý sức. À, không, đợi bà Nhâm khỏe lên một chút
rồi cả nhà ta tạm lánh về quê. Vẫn còn thừa ruộng sát triền đây, cũng thường đặng điền đổ dám chê. Nhà cửa vườn ao nguyên vẹn đó, lo gì cuốc ngấn với cày thuê. Ta trở về quê đi, có mi rừng cánh chèo chở có lo gì. Sống luộc ý nhưng lúc đầy vơi, sẽ đón chân ta về cái đôi chèo đến bây giờ vẫn biết tao khi chờ người quê vẫn đi đời vẫn khát khao tiên chúng trèo dòng vang kỳ kìa. Anh như bác Thịnh sang chơi Bác Thịnh tất cả mọi bác sang chơi ở bác à? Chú Nghị, dạ. Thấy cô Nhâm ốm nặng vận hạn chưa qua, nay tôi mới tới thôi. Tôi thật là có lỗi kìa bác. Bác chưa sang được, đã sai cháu Minh Lý mang tiền sang giúp vợ chồng em lò thuốc thang cho bà Nhâm chóng khỏe. Chú Nghị này, dạ. Lệnh giới nghiêm cắt giảm phát đóng cửa. Nay Nhật đã thay Tây đô hộ nước mình, chẳng thể mưu sinh ở đất Hà Thành. Tôi đến thăm bà Nhân, rồi mai về Nam Định. Kìa bác kia kìa, bác. Tôi phải về thành Nam lánh tạm. Cuộc nương dâu bạn bè nào đây, chốn Hà Thành Nhật đã thay Tây, rồi e lại có ngày bình yên. Chẳng những lo giữ được thân mình, còn canh cánh nỗi lo nghề tổ. Bạn hát mới, cháu thay ông đứng chủ, sẽ cố gắng giữ đất sống cho trèo cải lương. Đã vắng cụ cả tang, nhưng còn có cô Hoa Tâm cùng cô Minh Lý. À, còn có cả cái Định thằng Nhuận nữa chứ. Lớp đồng ấu đã biết sắm vai. Chính phủ Trần Trọng Kim là phải tỏ ra thực quyền thực lực. Dựng một cơn na nước ngược, ta muốn đẩy cái con sao ngược, cái thuyền đi lên chẳng được, ta tạm đẩy cái con sao xuôi. Những mong sao qua cơn sóng khi trả đây lại em đi thêm dòng sông. Thôi, chúc bà Nhâm mạnh khỏe an khang, chúng tôi xin được lui gót. Dạ, cháu xin phép ông bà. Dạ, cảm ơn bác Thịnh cùng anh Hy đã đến thăm. Hai bác cháu lại nhà. Tạm mời bác.
đồng nghiệp đến, nhà sáng lên một lúc, người đi rồi, lòng trống trải bâng khuâng. Bà thấy không, theo nghiệp trèo dù gian nan vất vả, những lúc khó khăn càng bó bền thương nhau. Bà gồng siêu gánh mếch bấy nay cũng chỉ vì yêu trèo, thương tôi đói nó chia sẻ. Kìa, bà có vẻ mệt, để tôi đưa bà vào nhà trong nghỉ. Thôi, cứ để tôi ngoài này một lát. Lạ thật, ông chẳng thèm cơm, lại thèm xem hát chèo. Đã lâu rồi không gặp chú Tư Liêm, muốn cười lên mà chẳng thể cười lên, nhộn nhạo phố phường, biết bao giờ mới lại nổi trong trèo lên được. Kìa bà cười lên mà nhân cường tật nhược, thì tôi cũng biết cách để làm cho bà bật ra tiếng cười. Chẳng lạ, ông chỉ thạo soạn tích đặt lời, nếu có diễn cũng chỉ mấy câu ngâm sóng ấy. Bà coi thường tôi quá, tôi tuy là soạn giả nhưng mẹo luật nghề trèo là tôi cũng tinh thông. Nếu bà thích xem trèo, mời bà ngồi xuống đây. Bà ngồi xuống đây để tôi sẽ diễn trò cho bà xem. Nào, nhờ anh em tiếng đàn tiếng sáo để tôi diễn trò cho bà ở nhà tôi xem. Bà xem nhá. Ô, nào là thằng ca. Dạ. Cô đấy. Xem trèo nhiều cho nên bà ấy cũng thuộc cả trèo. Ơ, nào là thằng Quý. Dạ. Hôm nay nhà ta có con mách lẻo, nó kêu ở phương nào vậy giờ các con? Phương Đông Liêm ạ. Phương Đông à? Phương Đông thì lão đây mới toán ra là Đông Khương Tây Lan Nam vô sự mà bắt hẳn là có tài, quẹt kêu át hẳn là nhà ta hôm nay có khách đó hở. Phải thôi. Ấy à, thế mới có câu nói rằng môn đa khách đá, thiên tài đá, ông mà gia hữu nhân lai và vật lai. Có câu rằng bạn nhiều khách lắm thường qua lại, lòng dài muôn phần tôi tay ta mây mây ôi dài. Mấy cô ấy kêu là đi tiền phố, xa lành là lão là phú hề, thì lão là chủ nhân. Hay, hay không ạ? Bà thấy hay không? Rất hay. Nào, lại mời bà xem tiếp. Còn gì ông diễn tốt rồi xem nào. Bà lại xem nhá. Để tôi nước cái vong linh, tôi ra hở bố nào. Sao lại cười hút vào thế này? Không cười hút vào, cười thả ra để có cái răng nào nó cũng kẹt à. À, ra thế. Anh em ơi, thấy hôm qua em đi du thị chợ đấy. À, đi chơi chợ, đi chơi có chợ. Có mấy chiếc con gái là nào? Nó cứ phải rồi. À, đấy là mấy cô con gái phải làm. Họ mặt chứ mà gọi bằng cô. Con gái là cứ phải gọi người ta bằng cô. Sao phải gọi bằng cô? Cứ phải gọi bằng cô đó. Bằng
cô thì trắng, cô thì non, cô cao quá tối lại, tối nhỏ. Đấy là duyên quá. Nào, nhầm đi, nhầm thì nhầm cho chán đi. Mà ngắm thì ngắm cho kỹ đi, không có về nhà lại xuất tình tưởng vọng, mông mông đâm ra rồi lại cất mông tung đi. Thế là các cô tương tư cậu rồi. Tương thì chả tương. Sao? Nhưng mà các cô nghĩ đấy. Nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào? Các cô nghĩ đến em mà em mặt đỏ. Mà làm sao thế này? Trời ơi! Mình ơi! Mình làm sao thế này? Mình ơi! Ôi trời ơi! Mình ơi! Mình ơi! Mình ơi! Mình ơi!
nghiệp, chìm nổi bao phen, có thu có được, tuổi cao sức nhường, mới chiều hồi Nhật Pháp thay nhau giết người cướp của, cách mệnh thành công, nhưng chính quyền còn non trẻ, chưa biết rằng xoay giờ ra sao. Cánh trèo xưa cũng tan tác từ lâu, già vội quy tiên, trẻ đi biển xứ. Cánh trèo dẹo trèo tạo cũng vậy, khó mà tìm người thêm vào với gốc trèo xuôi ấy. Ngay cả đến cạnh nhà tôi cũng vậy, cái định thẳng thiết thẳng đạo tôi cũng đều cho đi theo kháng chiến. Nay muốn lập gánh chèo cần đến thì đã mất đi, ba đảo kép còn gì. Dù cho tha thiết với nghề chữ trong thì ra đảo là kép mà nay muốn đi về vắng tanh thì ơi trong biển mà sáng cảnh tai ơi thời trong đi điện cảnh dài dạ cháu chào ông cùng các bà chào các anh. Anh Hy thế kia là dạ thưa ông, đây là đồng chí cán bộ từ quân khu 4 được tướng Nguyễn Sơn cử về gặp ông. À, ông hiểu rồi, ông cũng đã nhận được thư của anh, anh định mang cả gánh chèo đi kháng chiến. Thưa ông, Hà Nội đã bị giặc Pháp chiếm đóng, nhưng khu 4 vẫn là vùng tự do. Tướng Nguyễn Sơn là một vị chỉ huy rất coi trọng nghệ thuật của dân tộc ông mà. Dạ, thưa cụ, tư lệnh quân khu đang chuẩn bị thành lập các đội chèo, đội kịch và đoàn cải lương, dừng các vở diễn để phục vụ quân dân, đặc biệt là chèo truyền thống dân tộc độc đáo. Tướng Nguyễn Sơn đang tha thiết mời cụ vào thanh để chỉ giáo cho đội chèo kháng chiến, thưa cụ. Ông ơi, đây là một thời cơ quý hiếm, ông lại được làm chèo cách mạng, kế tiếp chèo cải lương. Cháu nghĩ ông nên nhận lời mời của tướng Nguyễn Sơn, ta đánh giặc bằng chèo, coi chèo là vũ khí. À, nhưng bây giờ gấp gáp quá, để tôi chạy sang bác trưởng bàn với bác ấy xem sao. Ông an tâm, cháu sẽ chạy qua báo cho ông trưởng một tiếng là xong. Nhà cửa ruộng vườn đã có người trông giữ, hành lý cũng đã gọn gàng, không phải thu xếp gì thêm. Tôi cũng đã đề phòng bất chắc có lệnh tản cư. Dạ thưa cụ, thuyền của chúng cháu đang đợi cụ ngoài kia, ta sẽ đi theo Hà Nam đến Ninh Bình và đến Thanh Hóa, thưa cụ. Thế là lại thêm một lần đi đưa ông chủ nghị, nhưng lần này là đi theo kháng chiến. Cụ nghĩ ông Hy sẽ làm rạng danh cho chèo xuôi quê ta. Chăn trở với nghề bao năm bôn ba, tìm hướng đi cho chèo hiện đại, vẫn không quên những vai diễn người xưa truyền lại, hóa thân vào nhân vật mang hơi thở ngày nay.
trổ đường trường trong tranh, dâng hiến cả cuộc đời để cho trèo mất diệt. Người bệnh xu